lòng con thương nhớ khôn nguôi. Mẹ đã đi rồi, con không còn gọi tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Lòng con thương nhớ mẹ khôn, mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong,
mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên mà lòng con sao vẫn tôi tin tưởng nơi Chúa an thần.
tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, cả thánh thông đồng. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin thẳng sống lại. Xin đừng gắn phạt con trong cơn giận Chúa. Xin đừng khiến chết con giữa cơn lôi đình. Thương xót con Chúa ơi, nay con đang hơi sự. Xin thương con Chúa ơi, sự vốn con mừng. Giữa nơi tôi tâm chìm miền, còn ai lời khen Chúa mừng bên. Hãy con ta thôi sức, xin cứu con Chúa ơi, dường tốt con rừng để sao con chi hoa. Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cùng bà và con phúc lạ, hỡi mọi người được vinh Giêsu con lòng và buồn phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cho con là kẻ có tội trong giờ lúc này và trong giờ lâm nguy. Chúng con thấy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn mắt ta được lên Chúa nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Làm cho chúng con được sống, được vui, được thấy. Thân lạy mẹ, chúng con cháu em con. Xin nghe mặt thương xem chúng con, để sau khỏi đời. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng và cùng phúc lạ. Ôi lòng hay, nhân hay, nhiệm hay, Thánh Maria trong đời đồng xin Amen. Chúa Giêsu phán cùng các huynh đệ rằng, lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Ngày ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng, lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu đáp, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Cộng đoàn thân mến, chúng ta hãy thành phẩm dâng lên Thiên Chúa trên những ý nguyện sau đây. Hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ đã qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng vinh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh bảy mà làm cho nát ta được trở nên con thật Chúa. Thiên Chúa đau nhận nát ta vào nước thẳng sâu muôn đời. Xin Chúa nhận đời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn mắt ta. Xin Chúa cho mắt ta được giải thoát khỏi sự xếp sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đàn cùng chư thần thăm trên thiên đàng. Xin Chúa nhận đời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn Mata nay đã về với Chúa. Xin cho Mata được hưởng phúc thân nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vẫn tin và phục Chúa đêm ngày, xin cho niềm hy vọng cậy trông của Chúa chúng con mỗi ngày mỗi vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được Chúa đang nhận vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là cha nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn chúng ta. Ước gì ngày sau hết,
con cái Chúa là mắt ta được phục sinh cho hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tôi đã kêu cầu và Chúa đã lời tôi. Lúc sống tôi nài vang Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa xô tôi xuống lòng mừng thầm giữa muôn cuộc sống đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lâm tâm thân tôi. Trong gian truân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Con xin Cha rất yêu thương vô cùng, xin tha phần mà cho linh hồn mang thai đã cầu nguyện hôm nay. Hoặc còn dám nơi lửa liềm tội thì xin mở cửa tù ra thấy cho ra và đem đến cho thương mọi sự vui thật là được tin rằng vì công việc Chúa cao theo sáng thành chết vì chúng con kêu rằng hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đổi được với Chúa hằng có lòng thành cùng thì lời Chúa phán hơn. Con đã trông thấy Chúa ở linh hồn con thấy vì lời hứa ấy. Vì đã trông thấy Chúa những kẻ làm chân được Chúa chờ. Đêm ngày hãy trông thấy người cho đêm. Vì người đang nhân thần hay hương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm chân người hay hay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn mắt ta được vì người lời lời. Và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn mắt ta cho khỏi tù ngục. Ta được yên. Amen. Xin Chúa nghe lời chúng con nguyện cầu. Hãy đưa linh hồn mắt ta qua chốn âu sâu. Xin vì công nghiệp được nữ đồng trinh và Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng đôi màu vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con nguyện cầu. Hãy đưa linh hồn mặt ta qua chốn âu sâu. Xin vì công nghiệp được nữ đồng trinh và Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng đôi màu vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con nguyện cầu. Hãy đưa linh hồn mặt ta qua chốn âu sâu. Xin vì công nghiệp thương thứ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau. Nhân viên Cha và Con là bông hồng trắng ngày mẹ thương yêu đã ra đi. Giây phút biệt ly nước mắt tràn mi con biết nói gì mẹ yêu ơi. Mẹ ơi con mất mẹ rồi, tháng ngày đời con lặng lẽ trôi. Mẹ ơi con muốn nói lời vĩnh biệt mẹ yêu lần cuối. Dù mai đi bốn phương trời nhớ hoài bóng mẹ mãi thôi. Dù con đi suốt cuộc đời
vẫn không qua được những lời mẹ ru. Lời mẹ ru ơi à ơi, con ngủ cho ngoan, con ngủ cho ngoan. Để mẹ đi làm, để mẹ đi làm kiếm gạo nuôi con. Tần hôm sớm dưỡng nuôi con, năm tháng đợi trông, năm tháng chờ mong, con lớn lên người lòng mẹ phụ. Mẹ ơi, con mất mẹ rồi, tháng ngày đời con lặng lẽ trôi. Mẹ vĩnh biệt mẹ yêu lần cuối, dù mai đi bốn phương trời, nhớ hoài hình bóng mẹ mãi thôi. Dù con đi suốt cuộc đời vẫn không qua được những lời mẹ ru, lời mẹ ru con của con thơ, con mãi không quên, nguyện khắc trong tim lời mẹ êm đềm, tình mẹ nhân hiền suốt đời vì con. À ơi ơi à ơi à một mình.
ngày xưa mẹ vẫn tâm tình nhìn con hạnh phúc an bình là vui. Mẹ ơi nhớ mẹ ngậm ngùi, giờ đây vui sướng ngọt bùi chia ai. Xuân về buồn khóc hoa mai, thương nhi để lại nhì đai thả tươi. Con xin nhớ mẹ một đời, con luôn ấp lời mẹ khuyên con. Nguyện ở cùng với Chúa con, cho mẹ siêu nơi nhà Chúa luôn. Mẹ hiền tình rất bao la, chứa chan ơn phúc nuôi con nên người. Tình mẹ tràn đầy niềm vui, lòng con yêu mẹ suốt năm canh giờ. Mẹ ơi con nói sao vừa, tình yêu tuyệt mỹ mẹ dành về con. Mẹ ơi nhớ mẹ ngậm ngùi, giờ đây vui sướng ngọt bùi chia lời mẹ khuyên con. Nguyện câu cùng với Chúa con, cho mẹ diêm phúc nơi nhà Chúa. sâu chất ngất khi nghe tin người thân đã mất. Đời sống này vẫn thế, cuộc sinh tồn dương thế. Đời có sinh có tử, người
người có đi có về, người được sinh ra dù đời đẹp như hoa cũng có ngày sẽ qua. Ôi sự sống con người thật là mong manh, thật là mong manh, hoa nở buổi sớm ra người chiều về đã tan phai, vừa làn gió nhẹ bay thân cho bụi, trở về với cho bụi, người về với bụi cho người ơi nhớ liệu lo kia. Người được hiện hữu và được tôn sinh bởi quyền năng Chúa. Chúa là Chúa con, Chúa tạo tác con và cho con sống. Chúa là Chúa con, Chúa gìn giữ con, sống chết trong tay Ngài. Đã biết thế nhưng lòng chưa vững vàng. Đã biết thế nhưng niềm tin yếu hèn. Ôi Cha yêu thương đừng chấp lỗi, con van xin Ngài thương dẫn lối vượt qua thời tăm tối, đời con được đổi mới. Dầu bóng đêm có dài, hằng vững tin có Ngài. Dầu buồn quá mau, lòng tràn đầy tin. Sống chết nguyện vẫn theo. Kia người được hiện hữu và được tôn sinh bởi quyền năng Chúa. Chúa là Chúa con, Chúa tạo tác con và cho con sống. Chúa là Chúa con, Chúa gìn giữ con, sống chết trong tay. Được tin linh hồn Martha Chúa đã gọi về. Đây là một sự ra đi không bao giờ trở lại và đã để lại cho tang quyến một sự mất mát và đau thương. Khi nghĩ không gì có thể bù lấp được. Chính trong tâm tình đó mà nhóm cầu nguyện trước con đây cũng là người thân của anh Dũng, xin được đến đây để chia sẻ sự liên tiếp thương nhớ trước sự ra đi của người thân. Giờ đây đứng trước thi hài của người thân yêu và với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, xin hiệp ý với chúng con trong lời kinh nguyện và tiếng hát để cầu cho linh hồn Martha sớm đạt được hạnh phúc vĩnh viễn nơi Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng ở đâu có hai ba người hợp nhau lấy danh ta mà cầu xin thì ta ở giữa họ. Vậy giờ đây đoàn chúng con hợp nhau nơi đây để nguyện xin lòng nhân từ thương xót Chúa, xin Chúa thương xót đến linh hồn Martha. Chết vì con mà con đã cả lòng phán nhận lỗi nghĩa vụ.
cùng Chúa. Vì con lo buồn đau đớn, cùng trên hết mọi tội con, trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cái và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay ăn cơm này, và tha cho chúng con những như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa lầm trong tội lỗi, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần là người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba ở trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này các thánh thần không. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xa ngoài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống ngoài đa mê, cho linh hồn mắt ta được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Tôi tin rằng Đức Tư Chúa tôi hằng sống và ngày tận. Và đau buồn trước cái chết của người thân là tâm tình chung của Phật mình. Nhưng là người Kitô hữu, còn lời nào cho ta tin tưởng hơn là lời của Đức Kitô, Thầy đã thắng thế gian, Đấng đã tự xưng mình là đường, là sự thật và là sự sống, đã dạy chúng ta như thế. Và còn hơn thế nữa, Ngài đã hứa với chúng ta là một mai Ngài sẽ đưa chúng ta về nơi cư ngụ của Ngài trong nhà che Ngài, nơi Chúa che nguồn ơn cứu độ. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa. Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu trả lời các môn đệ rằng: đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì giữ lại được cho sự sống đời đời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Từ bi và giàu lòng thương xót, xin thương nghe lời đời chúng con khẩn nguyện mà tha thứ hết mọi lỗi lầm cho linh hồn mắt ta Chúa đã gọi về. Xin mở cửa thiên đàng và tiếp nhận linh hồn mắt ta vào nước Chúa, là nơi các thánh đang hưởng phúc muôn đời.
chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy tiếp nhận con trong giây phút này, đừng để cô đơn lạnh lùng. Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cho con là kẻ có tội, nhưng nay đã ở trong giờ lâm tử. Ta được lên chốn nghỉ ngơi, sẽ thay mặt Đức Chúa Trời sáng mang vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa là Cha hay thương xót, xin thương xót linh hồn mắt ta, vì khi còn sống đã tin cậy và đã theo Chúa, sớm được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sống thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Xóa tội con theo luật khá đứng từ bi ngài, xin giữa hồn con tìm gốc hết những lỗi lầm, và thành đầy con sạch lắm muôn vàn tội ác. Nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có Chúa vô cùng, và bây cho linh hồn mắt ta được lên chỗ nghỉ ngơi, hằng sẽ thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng con cùng Ngài xin Chúa thương đến linh hồn bà mắt ta, mà tha thứ mọi tội lỗi và cho linh hồn bà Martha được vào nước Chúa là nơi hạnh phúc đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cả đoàn mở sách Ca Ngợi Chúa. Con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp chúa,
áo gai nào ẩn sâu trên trong lời Chúa, thế gian nào ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó ngài dành cho con. Cha Đức Mẹ đứng kế bên thập giá, thì giờ đây chúng con xin Mẹ thương cầu thay nguyện giúp cho linh hồn bà Mát-ta và cho gia đình của chúng con vượt qua những thử thách và gian nan. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, Chúa nhân từ cho linh hồn Mát-ta được lên chỗ nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng mang vui vẻ vô cùng. Amen. Sức của anh ta ra lâu và con trai bà hóa thành nôi. Chúa đã rơi lệ vì thương xót cho thân phận yếu đuối đau khổ của chúng con. Vậy giờ đây chúng con xin Chúa thương nâng đỡ ủi an tăng quyến chúng con và cho linh hồn mắt ta sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên nước trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin tộc đoàn mở sách trang 8. Con trao đời có mẹ cha, lo trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc nga, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con vươn lớn trong muôn lời ca. Thank you.
cùng vì lời Chúa phán đưa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời nơi này trông cậy người cho riêng. Vì người đấng nhân là ngày thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn mắt ta được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn mắt ta cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng bay hay xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu oan cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bà nữ con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho linh an. Giêsu Maria Giuse, con đến hiếu xin cứu đôi linh hồn mắt ta. Giêsu Maria Giuse, con đến hiếu xin cứu đôi linh hồn mắt ta. Thưa nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Thank you.
Lạy Chúa nhân từ, xin xót thương. Qua lời kinh Chúa dạy khi xưa, Chúa cha chỉ đến đi.
cam dỗ, dâng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Có thân mẫu Chúa Giêsu cũng như Đức Maria xưa kia, giờ đây chúng ta đang đứng gần người thân đã qua đời, chúng ta hãy xin mẹ Maria đang đỡ chúng ta trong cơn thử thách này qua lời kinh đơn sơ nhưng thâu tóm lịch sử cứu độ. Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là ơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cùng cho chúng con là kẻ có tội như đây và trong giờ lâm tử. Amen. Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là ơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cùng cho chúng con là kẻ tôi đi này và trong giờ lâm tử. Amen. Amen. Sáng toàn Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con đây vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn mát ta được lên chốn nghỉ ngơi, hàng xem tay mắt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, chúng con tin tưởng cầu xin Chúa là Thiên Chúa tình thương, hằng nghe tiếng đoàn con khẩn nguyện, xin nhớ lại hồng ân Chúa đã ban cho người con của Chúa là bà Marta, cũng là người thân của chúng con. Từ ngày lãnh nhận bí tích thánh tẩy, bà Marta đã được nhận vào dân Chúa. Giờ đây, bà Marta đã lìa bỏ chúng con, thì xin Chúa đưa về sống bên Chúa, hưởng phúc cùng các thánh ở trên trời, nơi tràn đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ơi người, hãy nhớ mình là vui cho, một mai người sẽ trở về vui cho. Ôi thân phận của con người, bài chính thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em không biết rằng khi chúng ta được gì vào nước thân tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được gì vào trong cái chết của người sai. Vì được gì vào trong cái chết của người, chúng ta cũng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi thế là quyền ơn linh hồn của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị bóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi không chỉ đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lẫn nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Trong niềm tin vào Chúa Kitô, Đấng đã chết và sống lại để ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho bà Marta, xưa kia nhờ bí tích thánh tẩy đã tiếp nhận mầm sống vĩnh cửu, được hợp đoàn cùng ca thanh trên nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cho bà Marta, xưa kia đã nước mình Chúa Kitô là bản hằng sống, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hên. Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang đang nghỉ trong hy vọng hoặc sống lại được thiêng ngương ăn sang tôn nhan Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận đời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả cộng đoàn đang học nhau nơi đây trong tin tưởng và yêu thương được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang nước Chúa. Xin Chúa nhận đời chúng con. Lời Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, Chúa hằng nghe lời dân Chúa nài van. Xin thương nhìn đến tôi tới Chúa là linh hồn Martha đã hết lòng trông cậy Chúa khi còn sống ở đời này, được tha mọi lỗi lầm và được cầu toàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chôn liền đền ngũ tôi, vào tiếng bao linh hồn thao thang. Liên hành tình lần mẹ nhận ai, nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái tiếp tha. Đức bà Maria chọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lời các thánh từ đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin cảm ơn quý thức ban hành giáo, ban điều hành giáo hội đã thương mến đến an ủi và cầu nguyện cho linh hồn người thân của gia đình chúng tôi và các ca. Quý thức ban hành giáo, ban điều hành giáo hội đã không ngại đường xá xa xôi đến đây cầu nguyện cho linh hồn của các ca. Nguyện xin Thiên Chúa trả ơn đời hậu cho quý thức ban hành giáo, ban điều hành giáo hội, gia đình chúng tôi xin đề nói thật. Dẫu biết rằng người nào thì cũng phải ra đi, nhưng khi nghe tin người vợ thân yêu ra đi, chúng con cũng vô cùng thương xót. Và giờ đây chúng con đứng ở đây nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót thương tha những lỗi của linh hồn Martha đã vướng, và xin giải thoát cho linh hồn Martha. Giờ đây chúng ta cùng nguyện để xin Chúa thương đưa linh hồn Martha được về vinh phúc cùng Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con. Tôi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người sung thai sinh bởi bà Maria đồng sinh, chịu nạn đời quan phong siêu vi là ngày sau bởi trời lại xuống quan xét kẻ sống và kẻ chết.
tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin Hội Thánh Hằng Phó Pháp Thế Này Các Thánh Thần Phong, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống mọi lần đời con kêu vang. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chẳng có ai nào ai rỗi đuổi, với Chúa hẳn có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm nên Đức Chúa Trời, đêm ngày hay trông cậy người cho đêm, vì người đã nhân lành hay thương vô cùng, sẽ phá hết mọi tội lỗi kẻ làm nên người hay thay. Chúa xin ban cho linh hồn mắt ta được đi với đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn mắt ta cho khỏi tù và được ý yên tâm. Lên Chúa nghỉ ngơi hẳn xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng ra vui vẻ vô cùng. Amen. Xin Chúa nghe lời chúng con cần cầu và đưa linh hồn mắt ta qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Trinh mà Chúa giơ tay dần cánh lửa nung đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn mắt ta qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Trinh mà Chúa giơ tay dần cánh lửa nung đau vô cùng đớn đau. Hãy
trở lại. Mẹ ra đi mang theo một hình hài, nhưng con tin rằng mẹ vẫn ở trong. Vẫn ở trong con, khi vui lúc buồn mẹ vẫn ở bên con, khi vui lúc buồn mẹ vẫn để chia sẻ nỗi niềm thương nhớ, đớn đau của gia đình khi người thân yêu lìa đời, và hiệp cùng gia đình cầu nguyện cho bà Martha sớm được hưởng hạnh phúc nước trời. Suốt cuộc đời, dù trải qua nhiều thử thách, bà Martha vẫn giữ vững niềm tin và trung thành bước theo Chúa đến cùng. Giờ đây, bà Martha được Chúa gọi về với người, về với đấng mà suốt cuộc đời bà đã yêu mến kính tình. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của bà và cho bà được hưởng lời chúc phúc. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với bà vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho bà trong suốt cuộc đời. Giờ đây, kính mời tam quyến cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho bà Martha. Nên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa
mắt ta vừa được Chúa gọi về thành nghiệp hội anh cũng sang cho chúng tôi đến đây để chia sẻ nỗi đau đớn và sự mất mát lớn lao mà gia đình quý vị đang phải gánh chịu vì sự ra đi của cụ Mát Ta, là người thân yêu của gia đình và là hội viên của chúng tôi. Chúng ta đau buồn trước sự ra đi của cụ, nhưng chúng ta cũng mất niềm tin, hy vọng đầy trông và tình yêu thương của Chúa đối với người tôi trông. Người con ngoan hiền của Chúa đây là cụ Mát Ta. Chúng ta xin ký thác cụ cho Chúa. Khi Ngài thanh tẩy mọi lỗi lầm còn vướng mắt và đón nhận cụ vào nửa thằng sống của người. Và cũng xin Chúa nâng đỡ sang lúc chúng ta đang lúc gặp thử thách này. Xin ta khuyến nhận hợp ý với chúng tôi để dâng lời cầu nguyện. Nhân anh cha và con và thánh thần. Nơi Ngài con đấng sáng hoa
của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn mang ta vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận đời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu thịt Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn mang ta. Xin Chúa cho linh hồn mang ta được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên trời. Xin Chúa nhắm đời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã nói phúc cho ai sống trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn mang ta này đã về với Chúa. Xin cho linh hồn mang ta được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn má ta. Ước chi ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn má ta được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Những sự thương có cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Vì lạy chúng con xin Cha đất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn mà ta chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù lạc ấy cho ra, mà đem đến chốn hưởng mọi sự thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân được Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho nên, thì người đất nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ lạy Chúa, xin ban cho linh hồn mát ta được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn mát ta cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên an như trầm hương. Bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường, cho lung linh thánh nhiệm màu, lên tới thiên đàng nhiệm màu. Thiên hạ là như cánh ta kêu sương, Chúa ơi. Lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàng, không gian lấy tơ vàng, lấy cao siêu đế Người thân yêu.
và gia đình, em xin tạ ơn Chúa, hội đồng Hương Sa Châu đã đến với chúng em để cầu nguyện cho mẹ của chúng em là linh hồn Martha. Chúng em tin rằng với tình yêu bao dung của Thiên Chúa, lời cầu nguyện cho linh hồn mẹ của chúng em sớm được bình nhân của Chúa. Kính thưa hội đồng Hương Sa Châu, về việc chúng em mất mẹ là nỗi đau lớn mất mát, nhưng nhờ sự hỏi thăm động viên và lời cầu nguyện của quý vị, chúng em đã và đang nhận được nhiều ơn nâng đỡ và bình an của Chúa. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho mẹ của chúng em là linh hồn Martha. Xin Chúa ban cho hội đồng Hương Sa Châu nhiều ơn lành để quý vị tiếp tục chịu trách chúng em trong sứ đạo, trong sứ mạng Chúa trao cho. Xin Chúa cũng ban cho quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui trong phục vụ. Trong lúc tăng gia mỗi lối nếu có thiếu sót, xin quý vị nhiệt tình tha thứ. Một lần nữa, thế lực chúng em xin cúi đầu hai lần. Không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ.
không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Và những kẻ chết sẽ trỗi dậy và không còn thi thắng.
quả vậy cái thân hư nát này sẽ trở nên bất dịch và cái thân sẽ chết này phải trở nên bất dịch. Vậy khi cái thân sẽ hư nát này trở nên bất dịch thì cái thân sẽ chết này trở nên bất dịch thì sẽ ứng nghiệm lời kinh thánh sau đây: tử thân đã bị chôn vùi, đây giờ chiến thắng. Hỡi tử thân, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thân, đâu là hoạt động của ngươi? Tử thân có hoạt động là vì tội lỗi, mà tội lỗi có nặng cũng phải có đầy đủ. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa vì người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh chị em thân mến, anh chị em hãy kiên quyết đừng lao động và càng ngày càng tích cực tham gia vào kinh tuyển của Chúa, vì biết rằng nhờ kết hợp với Chúa, sự khó nhọc của anh chị em sẽ không trở nên vô ích. Đó là lời Chúa. Chúa, chúng con giá xin Chúa vì công việc vô cùng của Đấng cứu thế, vì lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria và Chiên Thánh Nam Tử, của Hội Thánh và nhiều người lành, thanh tẩy linh hồn mắt ta, được thâu xứng đáng với sự thánh thiện của Chúa. Nhờ cũng một Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy đặt mình vào lòng cảm của gia đình và mắt ta, chúng ta dâng lên Chúa lời thánh phần tràng. Từ vực sâu tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đời trong Chúa nhận lời. Nếu Chúa chấp tội Chúa, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như đã có Chúa vô cùng và bây giờ và có và đời đời trong cùng. Amen. Chúng con cậy thì danh Chúa nhân từ cho linh hồn mắt ta được lên chỗ nghỉ ngơi. Hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Mà không vẫn đi lúc con người nằm yên giấc ngủ, lại rồi lại thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui. Đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tin con ngày mai. Sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì lên tăng thở, mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiếng ngậm ngùi, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan. Kiếp này dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Em nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạp ấy cho ra, mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Bằng hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn mát ta được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn mát ta cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Chúng con rất kỳ lực, xin cảm ơn Chúa Chúa cho các bạn, còn các bác và anh chị em cùng giáo viên. Xin Chúa luôn trả, luôn giáo trả các sứ mệnh thiêng liêng, sức khỏe dồi dào. Còn nữa, em xin lời đẹp cúi đầu quay lại. Thank you.
Xin Chúa nhận lời chúng con được trả chỉ đến khi cha về đêm
thành tín dân mẹ nhân ai. Nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái thiên ta ban tài. Từ vực sâu đến thông thang, còn vòng ngân